Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử gần xa. Sáng hôm nay ngày rằm tháng 2, ngày mà triệu triệu người con Phật lắng động tâm tư, thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập vô dư Niết Bàn. Trong tâm khảm của người con Phật mang ân nặng đối với Đức Từ Phụ, thì ôi thôi còn đâu giáo chủ ta bà, hỡi ôi còn đâu đạo sư vũ trụ. Đêm ấy cỏ cây ủ rũ, cúi đầu lễ Phật Niết Bàn. Đêm ấy thánh chúng bàng hoàng, quỳ gối khóc thầy nhập diệt. Biết bao nỗi niềm thương tiếc, chi xiết mất mát thiệt thòi. Lòng hồi tưởng về Đức Thế Tôn, cảm thấy thương kính Ngài khôn xiết. Nhưng pháp thân thường trụ của Ngài vẫn mãi cửu trụ nơi cõi ta bà. Và đạo Phật đã có mặt mấy nghìn năm truyền bá pháp màu, xe pháp biết bao vất vả, mấy nghìn năm lưu thông đạo cả. Thuyền từ chi xiết gian nguy, gieo rắc từ bi mở mang trí tuệ, cứu nhân độ thế, hộ quốc an dân, nơi nơi mát mẻ từ dân, xứ xứ thấm nhuần pháp võ. Ân ban cây cỏ, đức hóa càn khôn, điên đảo tỉnh mộng, lợi danh tan mộng. Nghìn thu cửa thiền cao rộng, muôn thuở nhà Phật thâm nghiêm. Hòa vào âm hưởng của những người con Phật khắp năm châu, nhân ngày Đức Từ Phụ nhập vô dư Niết Bàn, chúng tôi có duyên được về chùa Minh Hiệp, ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để thăm viếng đảnh lễ Tam Bảo, ghi hình cho khóa tu người mù khiếm thị. Với tinh thần chia sẻ yêu thương, kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn tại chùa Minh Hiệp hôm nay là một ngày đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhưng trái tim yêu thương chia sẻ của người con Phật thì mãi mãi không chùn bước. Noi theo đức hạnh từ bi của Đức Từ Phụ, cảm thương cho bao số phận kém may mắn, hiểu được những nỗi khổ niềm đau của họ, nên quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã cùng chung tay hỗ trợ chùa Minh Hiệp tổ chức khóa tu kết thiện duyên cho người mù, người khiếm thị và trao tặng 120 phần quà yêu thương đến các hội viên người mù, người khiếm thị trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Đức Phật từng dạy rằng những người khuyết tật phải trải qua rất nhiều nỗi đau, vì vậy họ đáng được yêu thương và trân trọng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đối với người mù, người khiếm thị thì cửa sổ của tâm hồn họ đã khép lại. Cả cuộc đời họ chỉ sống trong bóng tối, họ luôn hy vọng được nhìn thấy ánh sáng, khuôn mặt, nụ cười của người thân xung quanh đã từng yêu thương chăm sóc cho họ, dù chỉ một lần được nhìn thấy. Nhưng có lẽ sự hy vọng ấy mãi mãi vẫn là hy vọng. Cuộc sống của người mù, người khiếm thị luôn khó khăn và vất vả, luôn mặc cảm tự ti về bản thân, và chính vì thế họ thường sống khép kín và ngại tiếp xúc với mọi người. Thế nhưng bằng nghị lực và ý chí kiên cường của chính mình, giờ đây cuộc sống của nhiều người mù hiện nay đã có nhiều sự thay đổi. Họ đã tự tin vươn lên số phận, tích cực lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tự đứng vững trên đôi chân của mình và giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, để tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử hảo tâm, với khả năng có thể, luôn dành sự yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với người mù, người khiếm thị. Các khóa tu kết duyên, những phần quà yêu thương tại chùa Minh Hiệp hôm nay chính là hành động cụ thể của tinh thần từ bi, gieo yêu thương của Đạo Phật. Đây là một chương trình kết nối, chia sẻ yêu thương rất ý nghĩa, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ, ngày ngày nhập diệt. Kính tri ân công đức Thượng Tọa Thích Minh Khai, Quản Viện Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, anh Trần Ấn Hải, anh Trần Ấn Minh, gia đình chú Phổ Tấn và cô Chân Thuận, gia đình chú Tuệ Đức và cô Từ Tâm Hiền, gia đình cô Bích Vân, gia đình cô Hồng Ngọc, gia đình cô Lương Nguyễn tại Mỹ Quốc, gia đình anh Quốc Hùng và chị Thanh Trúc tại tỉnh Kiên Giang.
Quý Tôn Đức cùng quý Phật tử đã phát tâm trợ duyên cho khóa tu và chia sẻ 120 phần quà yêu thương đến đồng bào người mù, người khiếm thị. Trong niềm hoan hỷ vô biên của người con Phật, dù xuất gia hay tại gia, nhưng cùng chung một tâm nguyện, đó là được chia sẻ yêu thương, được cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Chính là dòng chảy không bao giờ cạn, là nguồn nước mát dịu phân bổ khắp bao nhánh sông rồi đi về biển cả. Đại Đức Thích Đăng Quang cùng chư Tăng Chùa Minh Hiệp với nội niệm thống thiết, luôn muốn chia sẻ những nỗi đau của kiếp người, luôn sẵn sàng đón nhận những tấm lòng chia sẻ, hiến tặng và luôn mong mỏi được nhân rộng bằng sự chung tay góp sức của quý vị Phật tử để xoa dịu đi phần nào sự bất hạnh của kiếp nhân sinh. Cha cùng mẹ nhưng cùng chí hướng, cùng chung một tấm lòng. Còn bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt dẫu có ngày mai thế nào thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời thầy con cũng thấy vui cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau thầy của con. Yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt dẫu có ngày mai thế nào thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời thầy con cũng thấy vui cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau vòng tay anh.
bây giờ thật sự lòng còn cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh, khuyên răng các con những lời hay ý tốt. Dẫu có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên, giúp ích cho đời, thầy con cùng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau,